Mình chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Bữa nay mình tiếp tục mình qua review thông báo lễ cho giới Sima chùa Đại Tà Xúa thuộc về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vào năm 2024 này. Thì gì là mình cũng có thông tin là chùa Đại Tà Xúa sẽ làm lễ kết giới Sima vào ngày 28, 29, 30 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Đó, đây là cổng chùa ha. Mình lại tới là mình sẽ bước vô cổng chùa. Bây giờ thì tôi sẽ bước vô trong để quay một đoạn video ngắn cho cô chú bạn theo dõi chùa Đại Tà Xúa chuẩn bị lễ kết giới Sima như thế nào. Mình xin thông báo một lần nữa là lễ kết giới Sima chùa Đại Tà Xúa thì diễn ra vào ngày 28, 29, 30 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Và đây là cổng chùa. Trước khi mình bước vô cổng chùa thì có hai bên có cây no ha. Đây, cây no bên hai bên đường đi vô. Đứng hai bên đường hàng rào rồi vô chùa luôn á. Đó, đây. Mình cũng tới đây quay một đoạn thông báo cho cô chú bạn xem và biết thông tin. Giống như là cô chú muốn buôn bán đồ đó lấy cái giấy Sima hay là bà con cô bác tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi chùa Đại Tà Xúa. Đẹp như thế nào và tới đây để hương phước cùng nhà chùa. Đây mình bước vô trong cũng có một hàng rào đây nữa ha của chú ba. Đây cổng ha. Cổng hai cổng luôn, cổng ra ngoài, cổng trong. Đó, đây. Thì mình sẽ bước vô trong. Mình sẽ bắt gặp là ngôi chính điện luôn ha. Trước mặt chúng ta đó là ngôi chính điện của chùa Đại Tà Xúa. Đó. Rồi mình bước vô trong thì mình sẽ gặp ở đây cũng có cây tha la. Cây nhà chùa cũng trong. Đây, cây tha la. Đây, rất là nhiều trái luôn nha. Đây, rất là nhiều trái luôn. Đây là cây tha la, sa la, tha la gì đó, hình như tha la gì đó. Rất là nhiều trái luôn, rất là mát trong ngôi chùa. Và mình bước vô bên phía tay phải thì đó là ngôi sa la của chùa. Đây là xuống mấy chú cũng đang mấy chú đang lên màu lại ha, lên màu lại thì ngôi sa la đó, mấy chú đang lên màu ở phần trên nóc của ngôi sa la của chùa Đại Tà Xúa. Đây thuộc về ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Và trước cổng ngôi sa la này thì có một cặp, đó là một cặp con voi, voi đen. Một cặp con voi đen rất đẹp. Đây, cặp voi đen rất đẹp ha. Đây là chùa Đại Tà Xúa. Và đây cũng có gắn thần Nara năm đầu ở bên chùa Trà Tim Chá thì 7 đầu, ở đây làm 5 đầu ha. Đó, đây đây cũng có một con voi nữa. Trước ngôi sa la thì có hai con voi, ở phần trên thì có cầm bông sen rất là đẹp. Đây toàn cảnh của ngôi chùa Đại Tà Xúa. Phía bên kia thì cũng ngôi sa la một trệt một lầu của chùa Đại Tà Xúa. Thì trước này thì mình sẽ bên tay trái, mình sẽ quay ngược lại bên tay trái thì mình sẽ bắt gặp ngôi chính điện rất là đẹp, đó là ngôi chính điện của chùa Đại Tà Xúa. Sẽ diễn ra lễ kết giới Sima vào năm 2024 này, đó là diễn ra vào ngày 28, 29, 30 tháng 3 dương lịch. Đây cũng có kỳ lân luôn em, hai con kỳ lân đứng trước tháp này. Đây là ngôi tháp của ngôi chùa. Đây cũng toàn cảnh của ngôi chính điện của chùa Đại Tà Xúa. Mình sẽ quay một vòng ngôi chính điện thôi, tại bữa nay mình cũng lại đây chủ yếu là mình review là ngôi chính điện thôi, ngôi chính điện mới của chùa Đại Tà Xúa. Đó, đây là hàng rào của ngôi chính điện ha. Đây, đây là hàng rào của ngôi chính điện rất là đẹp của chúng em. Ngôi chính điện này sẽ có cái giống như màu tông màu thì màu vàng với màu đỏ ha, tông màu. Trong màu ngôi chùa là màu vàng màu đỏ. Mình xin thông báo cho cô chú biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi chùa của Đại Tà Xúa. Đây cũng có hai con kỳ lân đứng trước cái bậc thềm lên ngôi chính điện ha. Thì cô chú anh chị các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều. Đó là phần ngọn tháp trên ngôi chính điện. Đây là ngôi chính điện của chùa Đại Tà Xúa. Mình sẽ lên phần trên, mình quay một đoạn cho chú bạn xem. Đây tông màu rất đẹp ha, tông màu chùa này xì xì tông màu đỏ với màu vàng ha, tông màu của chùa Đại Tà Xúa.
đây là hai con kỳ lân đứng trước chỗ mình lên ngôi chính điện, rất là to ha, rất là đẹp hai con đó. Phía này cũng có tháp cũng rất đẹp ha, hai tháp, tháp phía sau cũng đẹp, phía trước này cũng đẹp, cũng có vài cây thốt nốt ở đây luôn ha, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bước lên phần ngôi chính điện để review một đoạn cho cô chú anh chị các bạn theo dõi. Đây là phần chơi trên ngôi chính điện ha, phần trên đây rất là đẹp. Cái trên cái hàng rào của ngôi chính điện này thì nhầm chùa thì người ta để hình bốn mặt, thần bốn mặt ha. Ở đây thì xài bông sen, đây bông sen ha, đây bông sen trên hàng rào ngôi chính điện. Đây là hiện tại mình đang đứng trên phần ngôi chính điện ha. Đây tông màu của ngôi chùa, đây là số xài tông màu vàng đỏ ha, vàng đỏ cũng rất là đẹp. Thì mình xin thông báo đó là sẽ diễn ra lễ kết giới xi ma vào ngày 28, 29, 30 tháng 3 2024 là dương lịch ấy, là dương lịch. Đây là toàn cảnh của ngôi chùa, đây là xuống. Phía bên dưới đó là cũng có chạy dây ngò, hai chiếc dây ngò của chùa đây là xuống, hai chiếc dây ngò ha. Và phía đó cũng có một ngôi tháp rất đẹp để mình phóng gần lại ha. Đó, có một ngôi tháp rất đẹp. Đây là ngôi tháp này của chùa đây là xuống. Ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Xin thông báo cho chú bạn xem. Phần trên này thì cũng sư cũng đã sắp hoàn thành rồi, sắp hoàn thành rồi. Đây cũng có thờ gắn thần Nara năm đầu, năm đầu. Đây phần trên ngôi chính điện ha. Đây, tông màu của ngôi chính điện của chùa đây là xuống thì cô chú các bạn biết sẵn đây. Màu thì mình quay nãy giờ mình có thông báo cái vụ màu ra, đó là tông màu vàng và màu đỏ. Ở đây cái hai bậc thềm đi lên ngôi chính điện thì sư có xài hai con rồng ha. Đây hai con rồng này ha, rất là đẹp. Đó là chùa đây là xuống, chùa về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, diễn ra lễ kết giới xi ma vào ngày 28, 29, 30. Giờ đây cũng sau ngôi chính điện cũng có Phật Thích Ca đứng nha, rất là đẹp. Cả đứng đó Phật nổi luôn nha, chứ không có vẽ nha. Đây xin thông báo cho cô chú mà xem. Đây toàn cảnh của ngôi chùa. Đây là xuống. Giờ hiện tại mình lại bữa nay thì cũng thấy vắng ha, cũng không có gặp sư. Nhìn rất là đẹp. Tông màu của nhà chùa thì xài tông màu đỏ vàng. Rồi giờ bữa nay thì mình lại thì không có gặp thợ làm ha, không có gặp thợ làm. Đây là phần trong ngôi chính điện, đây phần trong ngôi chính điện ha, rất là đẹp. Thì sư xài cửa gỗ ha, đây xài cửa gỗ hết, cửa gỗ này mới gắn luôn nè chú bạn. Đây còn bọc ha, còn dán bọc nữa chú bạn. Đây mới điều khắc đem gì của để vô mà mới chưa tháo bọc ra đó. Phần trong sư cũng đang trang trí ha, với vẽ rồi ha. Thợ cũng đang vẽ thợ cũng đang vẽ chú bạn đó. Thợ cũng còn đang vẽ này, vẽ các tượng Phật phần trong ngôi chính điện. Mọi người đi thợ thế này nhé, thợ tôi này này thợ làm mình nơi nè, bởi vì mình không có nghe tiếng ngồi mình nơi nè. À, cũng đang vẽ, cũng vẽ, cũng sắp hoàn thành rồi. Ở trên kia nữa, thợ trên kia nữa, trên kia cũng có thợ luôn, cũng hai thợ làm ha. Thì nói chung vẽ cũng sắp hoàn thành rồi, có thể là mình nói chung một tháng nữa đi, nửa tháng nữa, nửa tháng nữa chắc có thể hoàn thành rồi. Đây phần trong ngôi chính điện của chùa đây là xuống. Ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây toàn cảnh của trong ngôi chính điện, đó phần trần, phần trần ngôi chính điện nha, đó rất đẹp, tông màu rất đẹp, rất đẹp luôn. Thì hoàn thành thì có thể là nửa tháng nữa, theo mình nghĩ khoảng là nửa tháng nữa sẽ hoàn thành ngôi chính điện này. Và phía bên kia là chỗ Phật Thích Ca ngồi thiền, rất đẹp. Đây mình xin thông báo lại, đây là chùa
đây Trà Súa, thuộc về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, long trọng tổ chức lễ kết giới Sima vào năm 2024 này. Đó là diễn ra ngày 28, 29, 30 tháng 3 năm 2024. Rất đẹp. Phần trong thì cũng sắp hoàn thành rồi, xong phần trong này chắc hoàn thành cũng khoảng 80% rồi ha. Phần trong để mình sẽ ra ngoài, mình quay một đoạn ở phần ngoài cho các chú bạn xem phần ngoài rồi ha. Bên phía bên ngoài đây, cửa này sư cũng mới gắn rồi, chưa tháo bọc ra luôn ha. Sư tháo bọc ra sợ nó bụi đồ nó bám thì sư chưa tháo ha. Đây cũng còn tháng 3, bây giờ là tháng 12. Mấy tháng 12 rồi, còn khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ làm lễ kết giới Sima. Hơn 2 tháng nữa thì nhà chùa sẽ làm lễ kết giới Sima. Đây hiện tại đang đứng tại trên ngôi chính điện của chùa đây Trà Súa. Ở đây mình đã đi bên hông bên đây lại ha. Tông màu của chùa đây Trà Súa thì tông màu này mình có thông báo rồi, tông màu này mình quay trực tiếp luôn là tông màu đỏ vàng ha. Ngôi chùa đây Trà Súa rất đẹp, đó là phần gọt này rất đẹp. Đây là tông màu này vàng đỏ, còn trên tim chắc thì hình như là có pha màu xanh, có ba màu. Còn tông màu ở đây chùa này thì xài có hai tông màu, đỏ vàng luôn. Ở đây Trà Súa đó, đây phần trên. Mình sẽ xuống dưới mình quay một vòng phần dưới lại ha, cho cô chú bạn xem. Rồi cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú bạn rất nhiều. Đây mình xuống dưới lại ha. Phần cái đường lên thì sư có để hai con kỳ lân ha. Đó đây hai con kỳ lân nè. Bên cái bốn hướng luôn. Cái cổng lên là bốn hướng luôn. Đó đó phần tháp. Cái cổng lên là đúng là bốn hướng luôn chú bạn, bốn hướng luôn. Mà nhìn ngôi chính điện này rất là đẹp, theo phong tục tập quán của người Khmer thì đó nói chung, với một phần nữa thì làm theo cái lịch sử cổ xưa, không có thiết kế mà dạng như là lai giống như thời bây giờ. Đây làm theo cổ xưa ngôi chính điện này rất đẹp. Ở đây cũng ngôi chùa này có tháp rất là lớn rất là nhiều, tháp lớn không ha. Đây trước mặt chúng ta có một tháp nữa nè, rất là lớn ha. Đó. Rất là lớn. Đây xài tông màu là đỏ vàng hết trơn bạn ha. Tông màu. Phía này cũng có một ngôi sala. Đây có một ngôi sala nè. Ngôi sala phía này. Phía này thì ngôi sala một trệt một lầu, chắc đây chỗ sư chủ trì ở. Đó phía đó. Phía bên này trước ngôi chính điện thì có Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây chỗ này có cho Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dưới gốc cây thala. Đó gốc cây thala rất là đẹp của chúng bạn ha. Toàn cảnh của ngôi chùa đây xuống. Đây là phần chính nè, cổng chính nè, cái đường lên là chính nè ha. Đây rất là lớn luôn ha, cũng có hai con kỳ lân luôn trước ngôi chính điện. Đó có hai con kỳ lân trước ngôi chính điện rất là đẹp. Rất đẹp luôn các bạn, rất đẹp. Phía này là ngôi sala. Ngôi sala này thì thấy mấy ông thợ đang sơn phớt lại ha. Đang sơn phớt lại. Rất đẹp. Đó. Đây mình quay toàn cảnh từ phía xa lại, mình zoom lại cho nó nhỏ dễ các bạn theo dõi. Đó, rất đẹp. Thì chùa. Đây Trà Súa. Thuộc về xã Phú Mỹ, Mỹ Tú, Sóc Trăng. Mỹ Tú, Sóc Trăng, rất đẹp. Thì toàn cảnh mình quay cũng quay dân nắng nè. Bữa nay mình lại thì nói chung mình không có gặp sư. Mình cũng không có thông tin. Cho sư thông tin cho cô chú bạn xem luôn ha. Đây thì ngôi sala nè. Đây phần ngôi sala nè. Đây ngôi sala của chùa đây Trà Súa. Chùa này xài nói chung chùa đây xuống này xài tông màu thì vàng đỏ luôn à. Ngôi sala cũng nhiều vàng đỏ luôn ha. Đây ngôi sala một trệt một lầu này cũng vàng đỏ luôn. Tông nói chung là chùa đây là xuống xài tông vàng đỏ hết đấy, toàn cảnh luôn. Đó ngôi sala phía kia vàng đỏ luôn, nói chung là xài tông màu này hết. Đó, đây cột cờ trước ngôi chính điện
về cái ngôi sala à, đây rất là đẹp, rất là đẹp luôn ha. Bởi vì là clip của mình quay cũng thông báo một đoạn video ngắn thôi cho cô chú bạn xem. Cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình xin chân thành cảm ơn cô chú bạn rất nhiều. Và mình xin thông báo một lần nữa đến cô chú và anh chị và các bạn biết đó là ngày Chủ nhật Sima của chùa Đại Trà Xuống, đó là ngày 28, 29, 30 tháng 3 năm 2024 dương lịch đó. Tiện thông báo cho cô chú anh chị các bạn biết để nhằm khi cô chú anh chị các bạn muốn buôn bán rồi đó qua đây tham quan ngôi chính điện và cùng hưởng phúc của nhà chùa. Thì chùa Đại Trà Xuống này mình xin nói địa chỉ lại, đây là thuộc về ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là trước mặt chúng ta đó là ngôi chính điện của chùa Đại Trà Xuống. Như vậy là clip mình tới đây kết thúc ha. Cô chú anh chị và các bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.